Chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin 5 phút của trận bóng đá ngày 17 tháng 9. Và phần mở đầu ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Futsal Việt Nam. VAR không độ, đội tuyển Futsal Việt Nam tự độ cho mình. Với quyết tâm cao độ, ngay từ những phút đầu tiên, từ pha đá biên trái, Minh Trí tung cú sút chân trái, Châu Đoàn Phát kiến tạo cho Minh Trí dứt điểm chuẩn sát thành bàn. Tới phút thứ 8, cũng chính Châu Đoàn Phát là người đã tung cú dứt điểm quyết đoán ở cự ly hẹp, khiến thủ môn của Panama không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-0. Dẫu vậy, Panama cũng rất nhanh có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công của Castellón chỉ 2 phút sau đó. Phút thứ 11, công nghệ VS, người anh em của VAR đã từ chối bàn thắng rõ ràng của thủ môn Hồ Văn Ý. Khi bóng đã chạm xà ngang, lăn qua vạch vôi và chạm vào cái thanh chéo này rồi bật ra ngoài. Đen đủ lại đến ở phút thứ 20 khi Panama có bàn gỡ hòa trên chấm phạt 10m. Sang hiệp 2, Panama gây sức ép cực lớn lên khung thành Việt Nam nhưng không thể khuất phục được sự xuất sắc của thủ môn Hồ Văn Ý. Phút thứ 27, trong một pha phản công, Nguyễn Văn Hiếu có pha đi bóng cực kỳ nỗ lực, ghi bàn thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam. Ở những phút cuối trận, Panama trượt power play, tấn công tổng lực gây sức ép nghẹt thở lên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà dù có cố gắng hết sức thì trước nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam, Panama đã tay trắng ra về và chúng ta đã có được 3 điểm quý giá đầu tiên tại vòng chung kết Futsal World Cup. Thủ môn Club Brugge châm chọc Messi và dàn sao tiền tấn của PSG. Trận đấu đầu tiên trên sân của Club Brugge là lần đầu tiên tam tấu Messi, Neymar và Mbappe được bố trí đá cùng nhau trên hàng công của PSG. Dàn sao bạc tỷ của PSG chắc là vì quá mải mê xem Messi chơi đùa với trái bóng mà quên mất việc tập trung tấn công đến nỗi còn suýt bị thua ngược. May mà chỉ là hòa thôi, chứ không là lại vào hang như anh em MU rồi. Sau trận đấu, thủ môn Simon Mignolet của Club Brugge đã lên tiếng châm chọc rằng những ngôi sao tấn công của PSG không tạo ra chút khó khăn nào. Đội hình PSG có trị giá lên đến gần 1 tỷ euro, gấp 8 lần so với đội hình của chủ nhà, nhưng anh lại chẳng có việc gì để làm. Những pha cản phá cũng khá là đơn giản. Tưởng tam tấu MNM thế nào, hóa ra cũng chỉ bình thường như cân đường hộp sữa. Thương thú. Công Phượng lấy lại áo số 10 quen thuộc ở tuyển Việt Nam. Sau thời gian xả chạy một tuần thì đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng góp mặt trong buổi tập này. Chiếc áo số 10 trên tuyển giờ đã trở về với chủ nhân cũ. Trước Công Phượng, người thường xuyên mặc áo số 10 là Văn Quyết. Còn trong thời gian vừa qua, tân binh Tuấn Hải là người được trao áo số 10. Còn lúc này, tiền đạo của câu lạc bộ Hà Tĩnh chuyển sang mặc chiếc áo số 30 cho giống với Messi. Sau một tuần tập luyện, trong lúc các cầu thủ khác của tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi, ông bố bỉm sữa của năm đã dần lấy lại thể trạng. Trong các bài tập chạy, anh vẫn bắt kịp được nhịp với các đồng đội. Sau Chelsea bị trộm đột nhập vào nhà và lấy đi chiếc huy chương C1, hậu vệ Reece James của Chelsea đã trải qua một mùa hè tuyệt vời. Ít lâu sau khi giành chức vô địch Champions League, anh và Tam Sư đã lọt vào vòng chung kết Euro 2020. Dù thất bại trước Italia, nhưng những danh hiệu và huy chương của Reece James đã được khắc vào bảng vàng. Nhưng mà nhọ một cái là anh này đã bị trộm ghé chơi và lấy đi đúng những thứ quý giá nhất đối với mình, đó là những chiếc huy chương, những thứ đã chứng minh cho cả thế giới biết anh là người thắng cuộc và đồng thời cũng là người thua. Reece James cho biết, tối ngày 14 tháng 9 khi tôi thi đấu cho Chelsea tại Champions League, một nhóm trộm hèn nhát đã đột nhập vào nhà tôi. Chúng đã cùng nhau nâng chiếc két sắt của tôi như là nâng cúp lên xe. Tôi chưa bao giờ giữ đồ trang sức ở nhà, vì vậy tất cả những gì trong két sắt là huy chương vô địch Champions League, Super Cup và huy chương Á quân Euro 2020. Những tấm huy chương đó đại diện cho Chelsea và đội tuyển Anh là niềm vinh dự không bao giờ bị lấy đi, cho dù tôi không còn những chiếc huy chương ấy để chứng tỏ. Tuy nhiên, tôi kêu gọi các cổ động viên của Chelsea và đội tuyển Anh hãy giúp tôi xác định danh tính, lật tẩy những thành phần thấp kém này. Chúng nó sẽ không bao giờ sống yên ổn đâu, mấy thằng oắt con này. Cảnh sát cố vấn của tôi và câu lạc bộ Chelsea đều đã ủng hộ tôi. Hiện tại, anh cùng cảnh sát đang tiến hành truy tìm kẻ gian. Cũng may là dù trộm đột nhập nhưng không động thủ với James, chứ không thì cũng là còn cái nịt. We'll be right back.
Ronaldo buộc phải chuyển nhà mới vì hàng xóm ồn ào. Ngay khi chuyển đến Anh thi đấu cho Manchester United, Ronaldo đã tậu ngay một căn biệt thự trị giá 6 triệu bảng trên mảnh đất rộng đến gần 10.000 m². Tuy nhiên, gia đình 6 người của tiền đạo 36 tuổi này phải di chuyển đến nơi khác sau chưa đầy một tuần. Lý do được cho là bởi đoàn cừu ở đó liên tục phá giấc ngủ của họ. Thêm vào đó, an ninh ở đây cũng không đảm bảo. Ronaldo là một cầu thủ chuyên nghiệp, rất chú tâm vào việc nghỉ ngơi và hồi phục sau các trận đấu. Vì vậy, việc để những con cừu phiền phức làm ồn là điều không thể chấp nhận được. Chính vì vậy mà CR7 đã quyết định chuyển đi nơi khác để đảm bảo giấc ngủ. Ngôi nhà mới của Ronaldo tất nhiên cũng không phải dạng vừa. Căn biệt thự nằm ở Cheshire thì có hồ bơi, phòng chiếu phim và một gara rất rộng cho những siêu xe trị giá hàng chục triệu bảng của Ronaldo. Đây là một ngôi nhà đẹp và an ninh bậc nhất trong khu phố này và rất gần với nơi mà Ronaldo từng sinh sống ở thời gian thi đấu trước đây tại Anh. Hy vọng là với việc có được giấc ngủ ngon trong biệt thự mới, cuối tuần này Ronaldo sẽ tiếp tục tỏa sáng cho Man United. Đến đây thì bản tin 5 phút ngày 17 tháng 9 của Chuyền bóng đá cũng đã khép lại. Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại anh em vào những bản tin tiếp theo. Bye.